Quý vị ơi, bonsai 1718, một cây kim ba xưa 350k bao ship toàn quốc. Bữa nay tôi bán hai cây lục lực nha quý vị. À, cây giờ mấy ông này khoái lục lực không à, người đẹp mà lùn là mấy ông không có chịu, mà không chịu cái cây nào mà lùn không, hỏi có nào lùn lùn không đó. À, giờ nó lùn vậy thôi chứ cũng có nào lùn nữa. Cái tầm 300 mấy cây bao ship thì nó vậy thôi, chứ còn mà cỡ hoa hậu ha, cỡ cây này mà cỡ hoa hậu ha, 3-4 triệu chưa gỡ được nha quý vị. Cành nhánh đúng đúng cành đúng chi của nó ha, 3-4 triệu chưa gỡ. Cái thân nó cũng như vậy thôi, nhưng mà người ta đóng cành nhánh rất là bài bản, gọi là cây bài ha, 3-4 chai nha, chưa có được gỡ em nó nữa nha. Còn này chú ý mình mua về dân nghệ chơi thôi, nhìn cái lá nó xanh xanh rồi mình tưới phân xịt thuốc được tốt vậy, mình chơi lá lú rồi tùm rồi ha, đâm bông nhảy tuột đồ vậy là được rồi. Cái này là vì dân nghệ nha, chứ không có phân đẹp xấu gì đây trơn nha quý vị đó nha, không có cao thấp đẹp xấu gì đây trơn nha quý vị ha. Rồi xuống nha, 350 bao ship nha, ông nào quen ship code lại chuyển khoản nha được không?